Sáng ngày 13 tháng 1, hội nghị tổng kết kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023 đã được triển khai trực tuyến. Tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng, dự hội nghị có ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành cùng các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Năm 2022, nông nghiệp Việt Nam đạt sản lượng lúa gần 43 triệu tấn, sản lượng rau màu đạt gần 19 triệu tấn, sản lượng và chất lượng nhiều loại cây ăn trái có lợi thế của cả nước và từng dùng điều tăng. Tổng sản lượng thủy sản đạt hơn 9 triệu tấn, chăn nuôi theo hướng trang trại gia trại và quy trình an toàn sinh học, với sản lượng thịt đạt hơn 7 triệu tấn. Qua đó góp phần thúc đẩy giá trị tăng trưởng toàn ngành đạt 3,36%. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 53 tỷ đô la Mỹ, xã đạt chuẩn đầu thu mới đạt trên 73% tổng số xã toàn quốc lãnh đạo nhiều bộ ngành cùng ủy ban di dân các tỉnh thành phố thống nhất cao với các kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn trong năm 2023. Đồng thời đề xuất các giải pháp xây dựng nông thôn mới, chương trình ô các cơ chế chính sách trong phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị đã khẳng định năm 2022, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ trong tăng trưởng kinh tế cả nước, Thủ tướng đề nghị Bộ cần phối hợp tốt, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắt về cơ chế chính sách trong sản xuất nông nghiệp, quan tâm quy hoạch phát triển dùng nguyên liệu, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số vào sản xuất, đa dạng quá nâng cao chất lượng sản phẩm để tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu, quyết liệt tháo gỡ thẻ vàng của Quỹ ban châu Âu, phấn đấu năm 2023, tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt 3,5%. Sáng ngày 12 tháng 1, Quỹ ban dân dân Quyền Mỹ Xuyên tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Quỹ ban dân dân huyện về tuyển dụng công an xã bán chuyên trách tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn huyện. Đây là đơn vị đầu tiên của tỉnh triển khai công tác này. Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện ủy, Quỹ, quỹ ban dân dân huyện và công an huyện đã trao quyết định của Chủ tịch Quỹ ban dân dân huyện cho 25 đồng chí nhận nhiệm vụ làm công an bán chuyên trách ở các xã được hưởng lương phụ cấp, được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định. Đây là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cùng với lực lượng công an chính quy thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương, có vị trí vai trò quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở trên địa bàn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của lực lượng công an tỉnh nhà trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Chiều ngày 12 tháng 1, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức họp mặt doanh nghiệp khu công nghiệp tỉnh năm 2023. Chiều ngày 12 tháng 1, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức họp mặt doanh nghiệp khu công nghiệp tỉnh năm 2023. Năm qua, giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp khu công nghiệp đạt 14.200 tỷ đồng, chiếm 56,7% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Giá trị xuất khẩu đạt hơn 16.400 tỷ đồng, đóng góp 51% giá trị xuất khẩu toàn tỉnh tổng các khoản thuế ước nộp cả năm của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp hơn 733 tỷ đồng hiện lao động đang làm việc tại khu công nghiệp trên 18.000 lao động có mức lương bình quân khoảng 5,7 triệu đồng một tháng mức thưởng tết nguyên đáng quý mão bình quân gần 5 triệu đồng một người ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư doanh nghiệp tại khu công nghiệp để mạnh hoạt động tại buổi họp mặt các doanh nghiệp đã thông tin thêm về hoạt động sản xuất kinh doanh về giải pháp vượt khó và giữ chân người lao động cùng những khó khăn dưới mắt qua đó mong muốn các cấp các ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ đồng hành tiếp sức để doanh nghiệp vượt khó thông qua các cơ chế chính sách giúp doanh nghiệp phát triển trong thời gian tới